Giới thiệu với các bạn đây là cái cuốn dán vợt bằng vải của hãng VS. Cuốn này có chiều dài là 10 m, đây bằng vải rất mịn. Bạn nào mà hay dùng cái cuốn cán bằng vải thì có thể mua cả cuộn này thì sẽ rất tiết kiệm. Cái này có cuốn là 20 cây vợt, 20 cái cán vợt, 20 cán vợt tay cầm. Theo màu tím, màu xanh tím, xanh đậm. Giá niêm yết là đang là 250.000 một cuộn. Các bạn có thể cuốn được 20 cái cán vợt, rất là tiết kiệm. Đây, rất mịn các bạn nhé, cái mặt rất mịn này, đằng sau nó có băng dính dán rất chặt, không bị xô. Các bạn nào hay dùng cuốn cán vải thì nên mua các cuộn này, chúng ta tiết kiệm. Nên là nếu mà các bạn cuốn bình thường là được 20 cái, nhưng các bạn cuốn tiết kiệm thì có thể được nhiều hơn nữa. Cái này có hai màu, hiện tại bên mình đang có hai màu, một màu tím rất sạch hoặc là màu đỏ. Màu đỏ, bạn nào có nhu cầu thì liên hệ ngay với cửa hàng thể thao Thế Mừng Đông Anh để được ship hàng và hỗ trợ chi tiết. Bên mình ship hàng toàn quốc, hoặc có thể liên hệ ngay với số điện thoại 0987990799 để được tư vấn. Xin chào các bạn.